không ai thao tác, nhưng nó lại tự động mở khóa. Nó mở máy ảnh ra, rồi chụp một bức ảnh bầu trời, tiếp đó mở mạng xã hội ra, rồi đăng bài trên đó, cầu xin sự trợ giúp từ người khác. Tôi hình như đã biến thành điện thoại thông minh. Bây giờ pin chỉ còn lại 15%. Vị trí của tôi ở chỗ nào đó sâu trong núi. Nếu như ai đó nhìn thấy tin này, xin đến chỗ này, giúp tôi sạc điện. Nhưng chuyện vô vị như vậy, thì làm gì có ai sẽ tin, ý tưởng không tồi đấy người anh em. Thấy không ai chịu giúp đỡ, điện thoại lập tức trả lời bài viết. Chỉ cần có người chịu giúp, thì nó sẽ trả 10 triệu tiền thường. Ngày hôm sau, In Xe Ong không có việc làm rất nhàn rỗi, nên đã dạo quanh ngọn núi, nhưng lại không cẩn thận bị rắn độc cắn. Chưa đầy một phút sau, In Xe Ong liền ngã lăn xuống đất không thể cử động. Ngay lúc anh ấy đang rất tuyệt vọng, thì điện thoại ở bãi cỏ bên cạnh đột nhiên phát ra âm thanh. Điện thoại nói, nó có thể gọi điện cầu cứu, nhưng In Xe Ong phải sạc pin giúp nó, bởi vì nó sắp tắt nguồn. Nhưng In Xe Ong rất cố chấp, nói nó phải gọi trước anh mới sạc pin. Cứ như vậy bọn họ vì chuyện này mà xảy ra tranh chấp. Bây giờ chỉ còn lại 2%, không được 1% rồi. Tôi nói rồi, hãy giúp tôi gọi điện thoại. Không được, tôi sợ anh không quan tâm đến tôi. Hãy giúp tôi sạc pin trước, tôi sẽ lập tức gọi điện thoại nhanh lên. Sạc pin nhanh lên. May thay giây phút cuối cùng, điện thoại đã gửi vị trí cho trung tâm cấp cứu. Lúc In Xe Ong tỉnh lại thì đã nằm trên giường của bệnh viện. Lúc này, y tá lấy chiếc điện thoại từ trong túi ra, nói rằng đã nhặt được ở chỗ In Xe Ong hôn mê. Nói xong liền bỏ điện thoại lại cho anh. Nhìn thấy điện thoại trên bụng, In Xe Ong mới nhớ lại chuyện cãi nhau lúc sáng với điện thoại. Lẽ nào là chiếc điện thoại này đã cứu anh sao? Vì để phán đoán thật hay giả, sau khi In Xe Ong xuất viện, liền lập tức sạc pin cho điện thoại. Nhìn vào điện thoại bị cài đặt mật mã, In Xe Ong mới hiểu rằng anh bị rắn cắn nên mới xuất hiện ảo giác. Nhưng đột nhiên điện thoại lại tự mở khóa, hơn nữa còn nói chuyện. Xin chào. Điện thoại nói, mình là chủ tịch của công ty kỹ thuật cực lớn, nhưng bây giờ đã bị nhốt trong điện thoại. In Xe Ong đương nhiên không tin, anh mà là chủ tịch thì tôi là Steve Jobs. Vì để có được lòng tin của In Xe Ong, điện thoại lập tức xem số tiền trong thẻ ngân hàng của mình, mà In Xe Ong vẫn còn ngơ ngốc, đếm những con số trên đó, đơn vị chục, trăm, chục ngàn, trăm ngàn, triệu, chục triệu, trăm triệu. Lúc anh ấy đếm xong liền há hốc miệng, vì để bày tỏ thành ý, điện thoại chuyển cho In Xe Ong 100 triệu, sau đó nói, chỉ cần anh chịu giúp tôi có thể cho anh 1 tỷ. In Xe Ong có chút rung động, nhưng anh ấy không muốn một bước lên mây, bởi vì anh chỉ muốn có được một công việc ổn định. Điện thoại thấy chuyện này thì quá dễ, nên liền nói, vậy anh hãy thay tôi làm chủ tịch của công ty XXX đi. Chủ tịch sao? Xin chào, tôi là giám đốc phòng nhân sự của công ty XXX. Bây giờ tôi sẽ phái người đến đón anh về công ty. Thanh niên nghèo khó nhặt được một chiếc điện thoại ở ngoại ô, sau khi cầm về nhà sạc đầy pin, thì điện thoại bỗng dưng biết nói chuyện. Xin chào. Vì để báo đáp In Xe Ong, điện thoại chuyển cho In Xe Ong 100 triệu. Sau đó còn nói, chỉ cần In Xe Ong đồng ý làm việc cho anh ta, thì anh sẽ chuyển tiếp cho In Xe Ong 1 tỷ. Nhưng điều khiến điện thoại không ngờ rằng, In Xe Ong lại không có hứng thú với tiền. Bởi vì anh ấy chỉ cần một công việc ổn định. Điện thoại nghe vậy thì nói, chuyện này quá dễ dàng, vậy thì anh hãy thay thế tôi trở thành chủ tịch của công ty XXX. Thì ra, trong chiếc điện thoại này, đang nhốt chủ tịch Sianzo của công ty kỹ thuật cao cấp. Anh ta nói, chỉ nhớ ngày đó anh đang lái xe, thì sau đó đột nhiên lại ngất xỉu. Lúc anh ấy tỉnh lại, liền biến thành một chiếc điện thoại. Vì để điều tra nguyên nhân, điện thoại muốn để In Xe Ong thay thế vị trí của mình. Đương nhiên, số tiền thưởng cực lớn sẽ không thiếu được, 1 tỷ. Cứ như vậy, In Xe Ong thay đổi hoàn toàn, trở thành chủ tịch của công ty cấp cao. Vậy thì làm chủ tịch, phải ra dáng của chủ tịch, đồ vest, đồng hồ hiệu, những thứ này không thể thiếu được. Mà những thứ này đều không tốn tiền, sau khi bận rộn xong, còn được ở miễn phí phòng tổng thống 7 sao, thật sự quá đã. Ngày hôm sau, In Xe Ong lái chiếc xe Maybach đến công ty rất sớm. Vừa mới xuống xe, một nhóm người quản lý cấp cao đã xếp hàng, nhiệt liệt hoan nghênh chủ tịch mới nhậm chức này. Chào chủ tịch. In Xe Ong giả vờ bình tĩnh quay người lại, nhưng thật ra trong lòng đã hoảng loạn vô cùng. Sau khi suy nghĩ mấy trăm cách ứng phó, sau này đây là công ty của tôi. Tôi là ông chủ của công ty XXX. Cuối cùng anh quay người đến trước mặt giám đốc công ty và nói một cách bá đạo, mới sáng sớm, mấy người không có việc gì làm sao? Sau này đừng làm những việc này nữa. À, vâng, nhưng dù sao, đây là ngày đầu tiên In Xe Ong đi làm. Tuy rằng anh ta là chủ tịch của một công ty lớn, nhưng nhiều người ở đây không ai xem anh ta ra gì. Ngày nọ, quản lý của một bộ môn đang dạy dỗ lao công. Hơn nữa, những lời nói đó vô cùng khó nghe. In Xe Ong thấy vậy, liền vội vàng đến khuyên giải. Nhưng quản lý Kim thấy dáng vẻ yếu đuối của In Xe Ong, thì càng kiêu căng. In Xe Ong vốn không muốn gây chuyện, nên chuẩn bị rời đi. Nhưng sau đó, lúc nghe thấy những lời của Kim nói với lao công, In Xe Ong đứng lại, loại người như bà, đáng quét dọn cả đời. Điện thoại không ngừng khuyên In Xe Ong đừng quan tâm những chuyện này, nhưng In Xe Ong lại không nghe. Hôm nay anh ấy muốn để mọi người biết được anh mới là chủ tịch của công ty này. Thật sự là không nhịn nổi nữa. Anh muốn bị sa thải hay sao? Mày là ai cơ chứ? Thì ra quản lý Kim vẫn không biết In Xe Ong là chủ tịch mới nhậm chức. Lúc này trợ lý Xe Ân của chủ tịch trước đó đi tới, lấy danh thiếp của In Xe Ong ra. Anh ấy là chủ tịch mới nhậm chức của công ty. Chủ tịch mời anh bên này. Tuy rằng dùng cách này để giới thiệu thân phận với mọi người có chút quá đáng, nhưng trong lòng của In Xe Ong vẫn rất sảng khoái. Điện thoại không ngừng mắng chửi In Xe Ong qua tai nghe, vì anh đã làm trái những lời đã hứa. Xin lỗi. Có nằm mơ tôi cũng muốn trải nghiệm cảm giác làm lãnh đạo.
nhưng cuối cùng điện thoại cũng tha thứ cho In Seong. Vậy thì tiếp theo đây sẽ bắt đầu tiến hành điều tra. Trước tiên, In Seong đến trước của nhà của Sian do quản sát, nhưng không bao lâu, một chiếc xe đắt tiền đậu tại trước cửa. Vợ con của điện thoại đi xuống chiếc xe đó. Đợi đã, còn có thêm một người đàn ông lạ mặt, lẽ nào người đàn ông đó chính là hung thủ? Không phải là như vậy, bởi vì người đó đưa đồ lên lầu xong, rất nhanh liền đi xuống, chắc có lẽ chỉ là quan hệ bạn bè bình thường. Nhưng sau đó trạng thái lái xe của người đó không tốt, giống như rất tức giận, điện thoại lập tức bảo In Seong đi theo. Khi đuổi đến bên cạnh và nhìn thấy người đó, điện thoại liền nói với In Seong đó là quản gia của biệt thự. Vì để làm rõ quản gia đi đâu, điện thoại bảo In Seong tiếp tục theo dõi. Rất nhanh xe của quản gia Seong Bo dừng lại ở trước quán bar. In Seong vừa chuẩn bị đi vào quán bar thì liền nhìn thấy người quen, là Seon, cô ấy và Seong Bo đang thảo luận gì đó. In Seong muốn nghe lén, không ngờ điện thoại vội vàng bảo In Seong nhanh chóng trở về biệt thự hồi nãy. In Seong không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng cũng chỉ có thể làm theo. Sau khi đến biệt thự, điện thoại nói với In Seong, trong phòng sách nhà anh ta có một két sắt, giấy tờ trong đó rất quan trọng, bây giờ Seong Bo không có ở đây, nên là thời cơ tốt nhất để lấy giấy tờ. In Seong hiểu được, phí rất nhiều công sức mới tìm được cửa sau của biệt thự. Điện thoại bảo In Seong đừng sợ camera, anh ấy sẽ xóa đi hình ảnh của In Seong. In Seong liền thấy quá đỉnh, nhưng điều duy nhất phải chú ý là không thể để lại dấu chân. Rất nhanh In Seong thuận lợi đi vào phòng sách, nhưng lúc anh ta nhập mật mã để mở két sắt thì phát hiện không ngờ bên trong không có gì. In Seong thấy có lẽ là bỏ sai chỗ, vì thế anh liền tìm ở những chỗ khác. Nhưng ngay lúc đó, điện thoại nhắc nhở có người đến, thì ra giúp việc của nhà chưa ngủ. In Seong vội vàng tìm chỗ trốn, nhưng càng căng thẳng thì càng dễ xảy ra sự cố. Người giúp việc ở bên ngoài nghe thấy tiếng động nên liền quay đầu nhìn về phía phòng sách. In Seong nhanh chóng bỏ đồ vật lại vị trí cũ, mà người giúp việc bên ngoài đang nhanh chóng chạy đến thư phòng. Nhanh lên, nhanh trốn đi. Sau khi người giúp việc đến phòng sách thì lập tức tìm kiếm xung quanh, nhưng cô ấy không chú ý đến In Seong đang ở trong chiếc xe cũ. In Seong căng thẳng vô cùng, sợ rằng người giúp việc quay đầu lại thì sẽ phát hiện anh. Lúc này đèn trong phòng sáng lên, thì ra là Seong Bo đã trở về. Ông ta hỏi người giúp việc đến đây làm gì. Cô ấy nói hình như nghe thấy trong phòng có tiếng động. Seong Bo lập tức căng thẳng, liền cầm dao chuẩn bị phòng thân. In Seong ở trong xe không ngừng run rẩy. Nhưng càng xui xẻo là lúc này có người đột nhiên gọi điện thoại đến. Tiếng rung của điện thoại đã bị Seong Bo nghe thấy. Điều này khiến Seong Bo chắc chắn trong nhà còn có người khác. May thay điện thoại nhanh trí gửi tin nhắn tăng lương cho người giúp việc. Tìm nửa ngày thì ra là điện thoại của tôi. Điều này khiến Seong Bo tưởng rằng là điện thoại của giúp việc reo lên. Sau khi xác định không có ai, Seong Bo và người giúp việc rời khỏi căn phòng. Nhưng ngay lúc bọn họ vừa mới đi, điện thoại lập tức nhận được một tin nhắn, mà nội dung bên trên lại khiến In Seong phải lạnh sống lưng. Tôi là chủ máy Kim Sian Jo, xin hãy trả lại điện thoại cho tôi. Kim Sian Jo, anh rốt cuộc là ai? Còn